xin chào bạn đã trở lại với Ria Kim Minh. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có rất nhiều thông tin thú vị. Sau khi mà cái tài khoản của mình được chuyển về từ server Sinh về server Việt Nam sau giải đấu châu Á ấy, thì mình phát hiện ra là ngày hôm qua thì có một cái sự kiện khá hay. Đó là cái sự kiện vòng quay bay màu. Tuy nhiên thì vì hôm qua mình bị chuyển ở server Sinh nên hôm nay mình có thể chơi được. Thì cái sự kiện vòng quay bay màu này thì có vẻ như ai nào đã làm mới lại với cái hình ảnh đẹp hơn. Và một trong bốn cái trang phục đầu tiên mà chúng ta có thể nhận được ở trong cái bộ đồ của Fact Four, tức là bộ đồ của bốn anh chàng ca sĩ người Thái, thì cái này thì vẫn như thường lệ thôi, chúng ta sẽ bỏ đi hai cái phần mà chúng ta không thích, hai phần thưởng chúng ta không thích, và sau đó thì quay ra, và khi mà chúng ta quay đủ 6 lượt thì chúng ta sẽ nhận được cả thêm những phần thưởng phụ nữa. Ok, mình sẽ thử quay xem ra gì không. Đầu tiên là nhận được một quả dừa anh em ạ, chán thua gì. Chúng ta sẽ nhận được đó là cái hộp súng thợ săn đầu lâu, nhưng mà cái này thì mình đã có rồi. Và lần này thì có vẻ như bên Anna họ không cố gắng hút máu cho lắm, khi mà mình thấy ra cái sự kiện này đang tương đối rẻ. Với mỗi lần quay đến lần quay thứ 3 rồi, quay thứ 4 mà mình có 99 kim cương mà thôi, 159 kim cương cho vòng quay tiếp theo. Và không biết là mình có thể ra được cái bộ này trước khi mà quay đến lần cuối cùng hay không. Ok, có ra được hay không? 259 kim cương. Ok, ui ra được luôn này anh em ơi, quá thơm luôn. Như vậy là mình đã không tốn 599 và 999 kim cương cho vòng quay này. Cái vòng quay này thì tốn tổng cộng nó sẽ rơi với đâu đó khoảng 2500 kim cương theo mình biết là như vậy, nếu như là bạn quá đen. Còn nếu mà bạn không đen thì bạn hoàn toàn có thể quay ra rất sớm. Và cái phần thưởng ở cái lượt cao nhất của nó sẽ là một quả liệu trứng, cũng như là mấy cái đồ hơi linh tinh một chút, nhưng không sao cả. Và lâu lâu rồi mới có một cái sự kiện vòng quay bay màu. Mình thích cái này hơn tại vì là nó dễ ra đồ hơn so với một số những cái kiểu triệu hồi quỷ dạ xoa hay là triệu hồi bùa, thì nó khó ra rất là nhiều. Có một số bạn có nói với mình là từ ngày 12 tháng 6 thì cái lâu đài cát nó đã biến mất rồi. Tức là từ ngày hôm qua thì lâu đài cát đã biến mất. Và mình cũng giật mình và mình đã quyết định là vào trong game lấy xe đi tìm xem là còn lâu đài cát nào không. Thì quả thật là lâu đài cát đã biến mất 100% rồi anh em ạ. Không tìm thấy bất kỳ một cái lâu đài cát nào. Thì có vẻ như đây là một cái lỗi đến từ bên Gaina Free Fire. Tại vì theo mình biết ấy, thì cái sự kiện lâu đài cát của chúng ta, cái sự kiện phá lâu đài cát để tìm phao xanh, nó sẽ phải diễn ra cho đến hết ngày 15 tháng 6, tức là hết cái sự kiện này. Tuy nhiên thì bởi vì một lý do nào đó bên Ghana nhầm, một nước đi nhầm hay chăng, hay là họ quá bận tổ chức giải siêu sao đại chiến châu Á, và đó lý do vì sao mà họ quên mất rằng là cái sự kiện lâu đài cát này lẽ ra nó vẫn phải tồn tại trong game. Thì ngày hôm qua thì bắt đầu từ khoảng 12 giờ trưa, rồi 11, 12 giờ trưa thì các bạn khi mà vào game đã không còn tìm thấy đó cái lâu đài cát đâu nữa. Bản thân mình hôm qua khi mà đi thi đấu giải châu Á thì cũng đúng là không tìm thấy bất kỳ một cái lâu đài cát nào trong cái chế độ đấu giải thật. Tuy nhiên thì khi mà mình chơi rank ngày hôm qua thì mình cũng không để ý lắm, nhưng hôm nay thì mình vào trong game tìm lại thì đúng là lâu đài cát nó đã biến mất hoàn toàn rồi. Và có vẻ như gai nào sẽ phải kéo dài cái sự kiện này ra thêm một vài ngày nữa để cho anh em nhận được đủ phao xanh. Tại vì tôi biết là nhiều anh em, tại vì mỗi ngày chúng ta chỉ nhận tối đa là 20 phao xanh, và để mà có thể nhặt được hết phao xanh thì có nhiều người đến ngày hôm nay họ mới bắt đầu có thể làm sự kiện được, thì họ lại không tìm thấy bất kỳ một cái lâu đài cát nào trên bản đồ để tìm được phao xanh nữa. Thì cái lỗi này thì mình theo mình thì bên gai nào họ sẽ phải sớm có một trong hai cách đền bù. Một là họ sẽ phải cho chúng ta một số lượng phao xanh nào đó vào trong tài khoản. Hai là họ sẽ phải mở lại cái phao xanh, mở lại cái sự kiện lâu đài cát này. Nhưng mà hiện tại thì mình đang chưa thấy cái sự kiện lâu đài cát này đã được mở lại ở trong game. Và lúc này thì chúng ta vẫn đang, những người mà đang bị thiếu phao xanh cũng đang tỏ ra rất là lo lắng. Tại vì sáng ngày mai thì chúng ta sẽ bắt đầu có cái sự kiện phao hồng rồi. Ngày mai thì khi mà có sự kiện phao hồng ấy, thì mình cũng sẽ làm video hướng dẫn cho anh em đi nhặt phao hồng nha anh em. Và có thể là đến ngày mai khi Gaina họ điều chỉnh cái gì đó thì có thể là họ sẽ cho cái phao xanh quay trở lại trong game, thì cái này mình cũng chưa biết được. Nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy ở trong cái sự kiện bãi biển của chúng ta ấy, là cái sự kiện phao xanh, thậm chí là cái điểm danh mình nhận phao xanh thì đến ngày 14 tháng 6 mới hết cơ, và ở thời điểm hiện tại chúng ta vẫn có thể điểm danh để nhận được cái sự kiện phao xanh này. Trong khi đó thì chúng ta đến ngày mai thì mình có thể đổi được toàn bộ cái bộ trang phục đang hiện bóng nước. Còn cái sự kiện mà đi nhặt kem để mà có thể chế được cái bộ nữ ấy, thì mình thấy là một số bạn nhanh chân nhanh tay thì đã chế được bộ nữ rồi. Cái bộ nữ, cái sự kiện mà chế ra bộ nữ thì phải đến 21 tháng 6 ấy, nó mới kết thúc cơ. Còn cái sự kiện phao xanh phao hồng thì đến ngày 15 tháng 6 ấy, nó sẽ kết thúc. Bắt đầu từ hôm nay chúng ta có thể đăng nhập tích lũy để nhận cái lựu cháy thơm. Và các bạn nhớ là ngày mai thì các bạn nhớ vào trong game để nhận hai con đại bàng. Một là con đại bàng bình thường,
thường, con đại bàng, con pet Funko và cái skin đại bàng lửa của nó thì mai chúng ta chơi cùng với bạn bè chúng ta có thể nhận được. Ngoài ra thì ngày mai chúng ta cũng sẽ có một cái sự kiện, đó sự kiện đặt bom 2.0. thì cái sự kiện này mình cũng đã có cái chế độ chơi này, mình đã có review trong một số những cái video liên quan đến B22 rồi. Thì cái chế độ đặt bom này sẽ làm lại toàn bộ và cách chơi của nó sẽ thú vị hơn so với cả phiên bản hiện tại. Ngoài ra thì hiện tại thì chúng ta ngoài cái sự kiện 14 tháng 6 này thì có lẽ là kết thúc cái sự kiện 14 tháng 6 này, chúng ta sẽ chuyển qua một cái sự kiện mới liên quan đến cái ngày thanh trừng, và chúng ta cũng sẽ có rất là nhiều những cái trang phục các thứ mới rất là hay ho. Thì các bạn đừng quên là chúng ta nhớ là ngày mai 14 tháng 6 chúng ta nên đăng nhập vào trong game sớm để có thể nhận được tất cả những cái đồ này. Ngược lại thì cái vụ phao xanh ấy thì mình cũng đã có thông báo bên Ghana rồi, nhưng mà vẫn chưa thấy bên Ghana họ báo gì lại cho mình về việc là bao giờ họ sẽ sửa cái lỗi mà bị mất phao xanh này. Thì hy vọng là bên Ghana họ cũng làm nhanh nhẹn sớm sủa để cho anh em còn có thể tiếp tục làm event. Còn thời điểm hiện tại thì có lẽ chúng ta vẫn phải chờ là cái lâu đài cát nó quay lại mà thôi. Thì không biết là có bạn nào đã nhặt đủ phao xanh chưa, thì nếu mà bạn nào đã nhặt đủ phao xanh rồi, các bạn đừng quên comment ở dưới cái video này để mình biết nhá. Ok, chuyển qua một sự kiện mới cũng rất là hấp dẫn đến từ bên Ghana Free Fire. Thì trên cái page huyền thoại sinh tồn ở bên Ghana Free Fire cũng đã công bố 5 cái mốc mới. Khi mà cái page này đạt được thêm số lượng like thì sẽ nhận được, đầu tiên thì khi mà đạt được 1 triệu like thì sẽ có 3 vé vòng quay kim cương, tức là họ sẽ đưa ra một cái code 3 vé vòng quay kim cương. Đến 1,2 triệu like thì sẽ là 3 cái hòm súng UMP nghệ sĩ tử thần. Đến 1,3 triệu like thì chúng ta sẽ có một cái bộ đồ gangster. Vâng, bộ đồ gangster, bộ đồ giang hồ gì đó với 4 cái hộp đồ này. 1,4 triệu like thì sẽ là con pet Otero miễn phí, con pet màu hồng, thì không biết cái này là skin pet hay là con pet luôn. Và đến 1,5 triệu like thì sẽ là cái hành động ngồi ghế. Cái hành động này cũng đang bán ở trong Ghana với giá đó là 200 hay 300 kim cương gì đó. Tuy nhiên thì một điều lưu ý là bên Ghana họ sẽ không phát toàn server mà họ sẽ chỉ phát 20.000 gift code mỗi loại mà thôi. Và họ sẽ lại cho vote. Họ sẽ lại cho vote. Đợt trước là chúng ta nhớ là có cái vụ vote mà chúng ta vote vào lúc 12 giờ trưa hay là lúc 19 giờ tối ấy. Thì xong rồi cuối cùng Ghana họ lại phát vào lúc 13 giờ và rất là trôn và rất là lừa người chơi. Tuy nhiên thì lần này họ đã tăng gấp đôi số lượng code lên, từ 10.000 lên thành 20.000 gift code. Tuy nhiên thì cái hồi mà bên Ghana họ làm cái sự kiện này ấy, hồi đấy cái page nó mới có 200.000 like thôi. Còn bây giờ thì page này nó lên tới 1,1 triệu like rồi, và các bạn sẽ phải cạnh tranh với cả triệu người khác để có thể nhận được một trong số 20.000 gift code này. Thì hy vọng là những cái bạn ở trên kênh của Ria Gaming sẽ là những người nhanh tay nhanh mắt và có nhiều thời gian để có thể săn được cái gift code này đến từ bên Ghana nhá. Ok, và nói chung là cái quà này thì theo mình đánh giá khá hấp dẫn, mà chỉ sợ là anh em không nạp kịp thôi. Một trong những cái thông tin mà có lẽ là các bạn fan của Scar đẳng cấp Titan sẽ rất là vui là thời gian tới chúng ta sẽ có một khẩu Scar mới, và khẩu Scar này nó sẽ mạnh ngang với Scar đẳng cấp Titan. Không biết là cái khẩu Scar này tên của nó là gì, nhưng mà nó theo dạng kiểu sấm sét hay là gì đó. Và cái khẩu Scar này thì nó sẽ tăng cho chúng ta 2 tốc độ bắn cũng như là 1 tầm xa, và nó sẽ giảm đi một độ chính xác. Trong khi đó thì cái khẩu phụ của nó là khẩu Spat 12 thì sẽ tăng 1 tốc độ bắn cũng như là tăng 1 băng đạn. Thì không biết là cái bộ này thì tên của nó sẽ là gì, nhưng mà với khẩu Scar này thì mình nghĩ là nó sẽ phần nào thay thế được cái khẩu Scar đẳng cấp Titan. Bởi vì là với việc mà tăng một tầm xa thì khẩu Scar này nó bắn ở tầm xa nó sẽ ít bị giảm bớt đam đi, và nói chung là nó sẽ tương đối hiệu quả khi mà các bạn bắn nhanh và bắn xa. Thì bao giờ cái khẩu này nó ra mắt thì mình cũng sẽ có cái phần review cho anh em nhé. Và hy vọng là cái khẩu Scar này nó sẽ mạnh ngang với đẳng cấp Titan, để nếu như mà Việt Nam chúng ta có bán lại Scar đẳng cấp Titan với giá đắt ấy thì có lẽ là chúng ta sẽ có nhiều sự lựa chọn. Và nói chung là theo mình đánh giá thì nó chỉ giảm đi một độ chính xác và tăng thêm một tầm xa, thì có lẽ sát thương nó gây ra sẽ tương đương với Scar đẳng cấp Titan. Và với việc mà nó tăng 2 tốc độ bắn, và nếu như mà nó bắn yếu quá thì có lẽ chúng ta vẫn phải chờ Scar đẳng cấp Titan mà thôi. Chúng ta sẽ có thêm rất là nhiều trang phục mới, và có vẻ chúng ta sẽ có một cái bộ trang phục mà liên quan đến tứ quý là Cơzo Big Nhép, cái đợt mà ra MP40 tứ quý ấy, thì chúng ta sẽ có những cái bộ trang phục mà nó tương đương với cả từng cái skin súng đấy. Đây các bạn có thể nhìn thấy đây là cái bộ trang phục chuồn lam, và đây là trang phục chuồn lam này. Chúng ta sẽ có thêm cả trang phục, đây là trang phục rô lục, và rất là giống cái bộ MP40, chỉ có cái là bây giờ nó sẽ là trang phục thôi. Ông nào mà mặc mấy cái bộ trang phục này xong rồi cầm mấy bộ MP40 thì hợp lý luôn.
Vâng, quá hợp lý luôn, không thể chê vào đâu được. Và có lẽ nó sẽ có đủ cả 4 bộ rô lục, chuồn lam, cơ đỏ và bích vàng, giống như là bộ MV40 xưởng chế tác mới ra mắt. Thì cái này thì nhiều người nghĩ rằng đây là cái xưởng chế tác mới, nhưng mà không phải. Thế này nó chỉ ở những cái trang phục thôi. Và ở bên server nước ngoài thì nó sẽ nằm ở trong một cái sự kiện độc quyền đặc biệt, tức là một sự kiện riêng mà chưa biết là bao giờ nó sẽ ra ở server Việt Nam. Thì cái này cũng chúng ta sẽ phải chờ nha anh em nhé. Ngoài cái những cái trang phục đó thì chúng ta cũng sẽ chuẩn bị có những cái chuỗi trang phục thanh trừng. Thì đây là trang phục của chiến tranh, đây là trang phục của thanh trừng và kẻ thanh trừng. Và khi mà chúng ta đây là cái kẻ gì đấy tôi không nhớ tên nữa, và cái gọi là cái kỵ sĩ về dịch bệnh ấy, chính tội không nhớ tên, và nó sẽ bớt cồng kềnh hơn so với cả cái phiên bản của chính nó năm ngoái. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có những cái trang phục tử thần. Thì nếu mà bạn nào mà đã xem cái review về cái chế độ chơi tử thần mới ở trong cái phiên bản OBI2 mà đợt trước mình làm ấy, thì các bạn sẽ thấy là cái trang phục này nó khá quen quen, trông nó như giống như kiểu mấy cái siêu anh hùng ở trong phim Marvel, phim DC, nhưng mà nó sẽ là cái trang phục của các cái tử thần. Và ở trong cái game của chúng ta thì chúng ta cũng sẽ có mấy màu cơ, không phải có một màu này. Ở trong cái chế độ tử thần đó thì khi mà chúng ta giết được một số mạng cũng như là thu thập được một số lượng linh hồn thì chúng ta sẽ hóa thành một tử thần và đi chặt chém đối phương. Và chúng ta sẽ có một bộ trang phục nam và một bộ trang phục nữ cho cái bộ tử thần này. Thì mình đánh giá là mấy cái bộ này trông nó cũng được, nhưng mà không biết là bán sơ về Việt Nam thì có ai thích không. Mình thấy là bộ đồ nữ thì trông có vẻ đẹp hơn bộ đồ nam, mà bộ đồ nữ thì trông nó có tí sexy, nhưng còn bộ đồ nam thì trông nó hơi rách, nên là chưa chắc anh em đã thích mua mấy cái bộ này. Và bây giờ Gaena họ ra nhiều đồ, và thường thì mấy cái đồ mà theo kiểu bình thường như thế này thì Gaena họ sẽ ra trong một cái sự kiện đặc biệt, một cái kiểu web event để triệu hồi các thứ, thì nó thúc đẩy người chơi mua hơn. Còn nếu mà bán thẳng ở trong shop hay là đưa vào trong vòng may mắn thì có lẽ là mọi người sẽ ít thích nó hơn. Ngoài ra chúng ta cũng sẽ có những cái bộ đồ mới, cái bộ Akana này thì mình nghĩ là nó sẽ nằm trong vòng may mắn kim cương tiếp theo này, bởi vì cái bộ này trông nó rất giống với cái nhân vật ở trong phim Mortal Kombat, phim mà chúng ta gọi là phim rồng đen ấy, game rồng đen ấy. Thì cái này nó sẽ đội một cái mũ và nhân vật của chúng ta nó sẽ có những cái tư thế đánh võ. Thì với những cái tư thế này thì mình đang thiên về khả năng là những cái bộ này nó sẽ nằm trong vòng may mắn kim cương nha anh em nhé. Chúng ta sẽ có một bộ đồ nam, một bộ đồ nữ và một bộ đồ nam. Thì cái bộ đồ nam, bộ Akana này thì nó cũng khá là đẹp, và thậm chí là nó còn sử dụng giáo để có thể đánh nhau, trông nó khá ngầu luôn. Và đó là một số những cái thông tin mà mình muốn mang đến cho các bạn liên quan đến cái lỗi đang diễn ra trong Gaena Free Fire, cũng như là một số những trang phục và skin súng sắp ra mắt ở trong game. Mà nếu như đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh của mình, đừng quên để lại mình một like, một subscribe, được đẹp trai và được xinh gái nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video sau. Bye bye.